Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý vị đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này Ngọc Anh sẽ giới thiệu tới quý vị dự án 5 căn rất là gần với lại bến xe Yên Nghĩa, gần với lại trục đường quốc lộ 6 mọi người ạ. Với cái căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong hết, có thể dọn đồ về và ở ngay. Ưu điểm của nó là gần bến xe Yên Nghĩa với đường ngõ rất là nông, cách với trục đường ô tô đi lại chỉ 3 nhà là ra tới đường ô tô. 5 căn nhà này thì giá chào bán thấp nhất chỉ từ 2 tỷ 680 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Với cái dự án này thì cụ thể của nó thì sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà luôn, có hỗ trợ vay vốn. Và với ngói sẽ quay cái căn nhà này để gửi tới quý vị. Căn 2 tỷ 680 triệu thì nó nằm ở phía bên trong, và căn Ngọc Ánh đang quay gửi cho quý vị là 2 tỷ 980 triệu của kia là đường ô tô mọi người nha. Và đây là căn nhà. Với cái căn nhà này, hướng nhà là hướng đông nam, mặt tiền của ngôi nhà 4m, mặt hậu của ngôi nhà 4m, chiều dài của nó 7m rưỡi. Mời mọi người theo em vào vị trí cụ thể của căn nhà. Với căn nhà này thì phần hoàn thiện cơ bản là đã xong. Cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế hai lớp, bên ngoài là lớp cửa cuốn, bên trong là lớp cửa gỗ kính. Với cái phần hoàn thiện rất là cầu kỳ, tinh tế cũng như là cẩn thận, chỉnh chu. Với vị trí căn nhà gần bến xe Nghĩa, gần với trường đại học Phenica, gần với lại khu đô thị Đô Nghĩa, gần với lại trục đường cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài, đường vành đai 4 và 3.5 sắp mở rộng mọi người nha. Sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà được luôn. Ngoài đang đứng hiện tại là phần tầng 1 của ngôi nhà. Phần hoàn thiện cơ bản về gạch lát nền, thiết bị vệ sinh, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Phần sơn là đã gần như là xong hết rồi. Đây là cái phần phòng khách, thì đây là cái tranh Hàn Quốc giấy dán tường mọi người ạ. Trần phào, đó, thiết kế với cái mặt tiền khá là rộng, hướng nhà đông nam thì rất là mát. Và theo hiện trạng của căn nhà thì có thể dọn đồ về và ở ngay. Ngoài phần tầng 1 phòng khách thì ở đây là cái không gian phòng bếp nhỏ nhắn xinh xắn, tuy nhiên đáp ứng cho quý vị công năng sử dụng của một hộ gia đình. Với cái không gian phòng bếp thì thiết kế tủ bếp ở đây là tủ gỗ ăn cường, chống cong vênh mối ngọt. Xung quanh thì là ốp kính ốp bếp và mặt bếp thì ốp đá granite. Với căn nhà này, hồ sơ điện, hồ sơ nước đã đều được lắp đặt đầy đủ. Mọi người chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Nước thì là sử dụng nước sạch sông Đà và điện lực EVN Hà Nội. Với tiếp theo, tầng 1 thì còn có một phòng vệ sinh nhỏ nhỏ ở đây. Đang muốn cho quý vị về cái bồn cầu và xịt vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng, 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Với cái toàn bộ tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà thiết kế ở đây, toàn bộ là gỗ tự nhiên. Với cái mặt bậc của bậc cầu thang thì ốp đá granite. Với cái phần ngăn cách giữa phần cầu thang và cái phần phòng khách thì quý vị có thể nhìn giúp ở đây. Ở đây là có một cái vách CNC, vách lam gỗ để trang trí nghệ thuật cũng như là cái phần về phong thủy mọi người ạ. Với cái diện tích 30m thì không mong cầu là về cái phòng khách riêng, phòng bếp riêng được. Tất cả hầu hết những cái căn 30m bên Ngọc Ánh chia sẻ cho mọi người ấy, thì đa phần là phòng bếp, phòng khách và phần tầng 1 nó thiết kế chỉ được như thế này thôi. Vậy thì các tầng còn lại thiết kế ra sao? Mời mọi người theo em lên khám phá các tầng trên của ngôi nhà. Và em đang bước lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà. Với căn nhà này thiết kế 5 tầng, tầng 1 phòng khách, phòng bếp, tầng 2, tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà. Thiết kế mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rộng, một phòng vệ sinh ở phía bên trong. Và với cái căn nhà này thì có rất là nhiều phòng ngủ nha mọi người. Cửa sổ rất là nhiều, ánh sáng ngập tràn vào trong căn nhà, hướng nhà thì là rất là mát. Một cái căn phòng này mà có những 4 cái cửa sổ, hệ thống trần thạch cao. Đây. Với cái sàn thiết kế là sàn gỗ. Căn nhà này thì ưu điểm của nó là lô góc cho nên là mở cửa sổ được ở phía bên ngoài này đây nữa này. Đó. Hai lớp cửa thiết kế bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là cửa inox. Tiếp theo với cái phần ở đây là nhà vệ sinh ở phía tầng 2. Mọi người nha, đây là cái khu vực lắp bồn cầu, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, gương tắm lavabo. Căn nhà này còn một chút chút nữa về cái phần dọn dẹp và lắp đặt nốt nữa thôi là quý vị có thể dọn đồ về và ở rồi. Cửa đây, cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Và với tầng 2, tầng 3, tầng 4 thì thiết kế giống hệt nhau. Mời mọi theo em lên khám phá các tầng phía trên nhé. Và đây là phía tầng 4 của ngôi nhà. Với căn nhà này 5 tầng, 3 phòng ngủ riêng biệt. Với tầng 4 này quý vị có thể nhìn thực tế. Phòng nào cũng đầy đủ cửa sổ, ánh sáng. Từ vị trí căn nhà này cách với bến xe Nghĩa khoảng tầm 1 km.
xung quanh ngập tràn tiện ích, chợ, trường, phường, trạm, giao thông đi lại thuận tiện. Quý vị đi làm thì có thể đi theo cái trục đường chính Quang Trung, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, hoặc có thể đi theo trục đường Tố Hữu, Lê Văn Lương kéo dài. Với căn nhà này thì phù hợp với quý khách hàng hiện tại đang ở đâu ạ? Với căn nhà này thì phù hợp với quý khách hàng đang làm hiện tại ở khu vực Hà Đông hoặc là khu vực Thanh Xuân thì nó rất là hợp lý. Đây là các phòng vệ sinh. Đó, đầy đủ công năng cho quý vị sử dụng theo từng tầng. 3 phòng ngủ riêng, phòng khách, phòng bếp riêng, ưu điểm ngõ nông, đường thoáng. Mời theo em lên khám phá tầng cuối cùng, tầng 5 của ngôi nhà. Với tầng 5 của ngôi nhà thì ở đây có một ô dính trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang sử dụng 5 tầng. Và ở phía tầng 5 thì đây là cái phần phòng thờ mọi người nhé. Đây là phần phòng thờ nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý và vẫn rất là thoáng. Phần còn lại đó chính là một phần sân phơi. Sân phơi cực kỳ rộng luôn quý vị ạ. Đó. Với cái căn nhà này ấy, nó gần với lại bến xe Nghĩa, gần với lại trường đại học Phenica, gần với lại trường đại học Đại Nam, bám theo trục đường quốc lộ 6 cũng như là cái trục đường Lê Văn Lương kéo dài như Hoàng Anh chia sẻ rồi. Cái giá chào bán thì thấp nhất là ở đây, cả cái cụm này là 2 tỷ 680 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có trả vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Bởi vậy nếu như mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin thì vui lòng gọi điện cho em theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0953013403 hoặc 0888041414 nhé. Mọi người xem video thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ Nhà Tốt. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.